Hello anh em, xin chào mọi người. Ngày hôm nay là mấy anh em mình đang đi vô Villa H2O để vô hồ bơi, để mình sẽ quay, mình test cái GoPro, cái khả năng mà quay ở dưới nước của GoPro là như thế nào nha. Mời các bạn đi theo mình. Đây là hôm nay mình sẽ quay với vận động viên SEA Games môn bơi lội. Bơi lội với thành tích là 20m bơi ếch, sau đó là đi bộ. Đúng rồi, đúng rồi. Hôm nay mới mua 3 vé nè, đây nè, 2 vé người lớn, 1 vé trẻ em. Bây giờ mình sẽ cho mấy bạn coi là mình đem cái gì theo nha. Đây là một cái bộ kính bơi. Đó, một cái bộ kính bơi của nó. Có một cái ống thở và một cái mắt kính. Đó, cái này là để lặn. Đó, nhưng mà lặn trên mặt nước thôi. Đây, còn đây là cái bộ chống nước GoPro của mình, gồm có một cái phao nổi. Đó, một cái phao nổi và một cái bốc để mình bỏ cái GoPro vô. Đó, là cái GoPro mình nó có khả năng chống nước là được 10m, nhưng mà mình vẫn bỏ vô cái bốc này cho nó yên tâm. Đó, cái phao này là nó không có bị chìm cái GoPro. Ha, còn đây là một cái kính bơi nữa. Rồi đây là cái thiết bị chính của chúng ta, đây là cái GoPro 8. Ngày hôm nay mình sẽ test cái thử coi là ở dưới nước nó quay có rõ hay không nha. Rồi bây giờ chúng sẽ gắn cái GoPro vô trong cái bốc sạc nha. Ở đây là mình có đem dự phòng thêm một cục pin nữa. Rồi để đây mình sẽ tháo cái GoPro ra. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vô trong cái khung này. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vô cái tay cầm. Đó, gắn vô cái tay cầm để cho nó lỡ mà mình có vuột tay ra thì là cái phao nó sẽ nổi lên, nó không có bị chìm. Rồi. Như vậy là xong. Bây giờ mình sẽ bấm nút khởi động máy lên. Rồi như vậy là GoPro của chúng ta đã khởi động xong rồi nha. Bây giờ là các bạn coi cái clip mình sẽ lấy từ cái GoPro ra test coi nó khả năng như thế nào nha. Rồi như vậy là mình đã test trong cái GoPro là nó cái khả năng quay ở dưới nước. Bây giờ mình sẽ thảy xuống giữa hồ bơi nha. Ra lượm lại nha Hiếu. 1 2 3. Rồi chưa, thảy nha. 1 2 3. Bây giờ bấm cho nó quay đi, rồi thảy lên trên cho nó rớt xuống mặt nước. Quay chưa? Rồi, chuẩn bị nhảy. Bây giờ mấy anh em của mình sẽ chơi một cái trò là thử thách nha. Bây giờ là Hiếu Nhân Lập sẽ dịnh cái cầu thang và lặn xuống sát đáy dưới hồ bơi luôn. Đứa nào mà trồi lên trước là đứa đó thua nha. Ok không? Ok. Lấy hơi chưa? Cần khởi động không? Rồi, chuẩn bị nha. Rồi, chuẩn bị. Lấy hơi chưa? 1, 2, 3, xuống. Yeah.
quay test xong cái khả năng quay dưới nước của GoPro để xem chất lượng hình ảnh như thế nào. Rồi bây giờ mình về nhà tắm rửa thay đồ thôi.